Mình xin mến chào các bạn, mình ghi hình chiếc to 46 kéo thuốc lá nha các bạn. Hôm nay là ngày đậu vụ luôn, anh em mình giác thuốc 46 hai cầu. Cái này đang chạy chuyển dầm. Này chạy dầm lên đầu trên nha các bạn. Đang lấy đầu ve vô đám. Này bắt tài đang dê vô đám các bạn, lát nữa anh em phải giác lên mình ghi hình cho các bạn xem. Hai là anh em mình giác ngay đầu tiên nha các bạn. Nay là đậu mùa thuốc lá vàng, mình ghi hình cho các bạn xem. Này pho 4/6 hai cầu kéo. Đó, anh em ta đang gom vác lên. Này bẻ lá chân cái cây thuốc nó còn hơi thấp nha các bạn. Khi mà lên cử lá 3 lá 4 là nó mắc đầu mình luôn. Giác cuối cùng nha các bạn, còn người nữa. Đây là chuyến đầu tiên nha các bạn, anh em mình rất đau ra về. Kho 4/6 hai cầu. Đó, bắt đầu lên đòn lên sen các bạn. Lá chân này thì mấy cài kéo khỏe lắm các bạn, mọt lưng không à. Đầu lên lá 2, lá 3 rồi với lá ngọn đầu là kéo mọt đầy dung như xe đơn. Ở đầu xe đi nha các bạn. Mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ. Này là không có về lò mà đi phơi nha các bạn. Lá chân này nông dân mình năm nay là đi phơi. Nay là đầu vụ năm 2023. Nông dân mình phơi xong. Anh em bắt đầu ra về.